thiện niệm và ác niệm thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh vì vạn pháp do tâm tạo chúng ta tu hành cần phải kiểm soát tu trong từng cử tâm động niệm quản lý tâm mình cho tốt nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo số bệnh tất được cải đổi nhà phật thường nói khởi một niềm thiện cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niệm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, xuyên tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo, đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại, đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa, dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình tiểu vận trong nhà Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách. Sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị, nghiêm nghị của nó. Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? bình thường để gì dưỡng nên chị luôn nhường nhịn hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được thế là tôi túm lấy nó đánh chứ? vào mông nó một trận đó, chùm chùm? tiểu vận bị tôi đánh mẹ khóc mẹ ầm lên vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung đồng hồ bàn ly tách các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết tôi khuyên ngăn vô ích ngay lúc đó dì dượng tôi về nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn Dì dường Phật ý Hỏi với giọng đầy trách móc Vậy là sao Trời Vì sao mà đồ đặt tùm lum vậy hả Chẳng đời tôi giải thích Tiểu vận vừa khóc vừa gào lên <laughs> là chị ông làm làm hết đó, chị vừa đánh con vừa quăng đồ á, không những làm 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 con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân ngạc nhiên tới há hốc miệng á khẩu cũng chẳng biết làm sao để giải thích vì dượng tôi quá cưng em họ nên tin ngay họ dần dữ mắng tôi tại sao mà con không có lương tâm cư xử quá tệ như vậy hả con cũng từng ở đây một thời gian sao lại đối với em ác như vậy cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác mau cút khỏi đây ngay cút ngay tôi muốn giải thích nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì dựng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bí ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ, một tuần trôi qua tôi rất muốn đi thăm em họ, và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên, dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn dường ở cạnh bên, thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu dẫn đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuấn tú, giờ đã biến thành cái đần đồn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt. Còn tai và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bớt đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Con đi rồi, thì qua ngày sau tiểu dựng đột nhiên toàn thân coi giật đến bệnh viện khám bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não chỉ có thể điều trị từ từ không còn cách nào tốt hơn phải làm sao bây giờ đi chứ chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà <laughs> Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều đừng lo rồi sẽ có cách mà quay về ký túc xá tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi mặc dù tiểu vận dì dượng đối với tôi một bề ghét bỏ dùng toàn lời ác dành cho nhưng tôi là người học phật cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận có thể em sẽ dần hồi phục gia đình sẽ bình an hài hòa thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang hồi hướng công đức cho tiểu vận kỳ tích xảy ra ba ngày sau vì tôi mừng rỡ gọi điện khoe alo con hả từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi miệng và mặt nó hết bị co giật có thể ăn cơm bình thường rồi đó con tiểu vận đã kể hết sự thật cho gì nghe rồi nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy, dì đã mắng quan con, con hãy tha lỗi cho dì nha. Tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với dì nha con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn hài hòa. Điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật Pháp, sám hối, hồi hướng, nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn dục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy, mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp vô ngã thành tù nơi nhẫn. Nhân đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình. Nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? tại sao có nhiều người ác khẩu vu khống tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả tiểu vận mà họ đâu có bị gì phải giải thích đó là tùy thuộc nhân quả tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người tôi xin tạm giải thích như thế này nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân thánh dân hồi mới dịch xong chuyện này tôi không tin cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất niên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không vững nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật, đã từng chứng thánh nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cơ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A la hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó 500 đời miệng thường nhót nhét giống trâu nhai cỏ cho đến kiếp cuối cùng này, dù đã chứng A la hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vô oan, đổ lỗi cho hiền nhân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu về báo ứng xấu cho mình, giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc, họa nằm nơi đầu lưỡi. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.